Có lẽ đây là một trong những cái sản phẩm mà các bạn đang mong chờ. Mình thực sự nói như vậy luôn. Kể cả đối với mình cũng mong chờ. Bởi vì sao? Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ nói trước về phần cấu hình trước khi đi tới những cái phần khác. Đây là mẫu laptop Asus Zephyrus G15. Có lẽ chúng ta cũng phải cảm ơn bên phía AMD rất nhiều. Bởi vì, cũng bởi vì AMD ấy, thì chúng ta có cơ hội sở hữu những cái dòng Zephyrus với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và cái mẫu laptop này sẽ có mức giá rơi khoảng độ gần 30 triệu đồng mà thôi. Thì với 30 triệu đồng các bạn sẽ nhận được một cấu hình phải nói là rất tốt. CPU sẽ là Ryzen 7 4800HZ. Đây là mẫu CPU, anh em biết bao nhiêu nhân không? 8 nhân 16 luồng. Xung nhịp tối đa có thể đạt được là 4.2GHz. Và card đó ạ sẽ là GTX 1660 Ti. RAM sẽ có 8GB và hàng chết luôn ở trên bên. Và có thêm một slot nữa, các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp tối đa là 32GB. Còn SSD theo kèm cũng là 512GB. Một cấu hình có thể nói là cực kỳ ngon luôn. Mỗi tội là RAM 8GB hơi ít. Các bạn mua mẫu laptop này về thì nên quất thêm một thanh RAM có sẵn ở bên mình luôn. Bên mình có bán đầy đủ cả RAM, các phụ kiện cho laptop luôn. Vậy thì tại sao mình lại nói đây là sản phẩm mong chờ? Thì đấy, một CPU cho laptop mà nó có tận 8 nhân thì có đáng mong chờ không? Mình sẽ không nói đâu xa luôn. Mình cũng là một người sử dụng dòng laptop Zephyrus G15 và phiên bản tiền nhiệm với phiên bản trước ấy. Thì cấu hình cũng tương tự này, các này RAM, SSD nó đều tương tự, chỉ khác mỗi CPU của mình là CPU cũ hơn, đó chính là Ryzen 7 3750H. CPU nó chỉ có 4 nhân mà thôi. Tuy nhiên, sang cái thế hệ tiếp theo, mức giá thì nó cũng chả cao hơn bao nhiêu cả, thế nhưng CPU nó lại mạnh gấp đôi, tức là số nhân nó nhiều gấp đôi ấy. Thì mình thấy ấy, thì những cái bạn mua cái mẫu laptop này bây giờ thì phải nói là cực kỳ lãi luôn. Và theo những cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mình sử dụng cái mẫu laptop này ấy, thì mình thấy với một mẫu CPU 8 nhân cho cái mẫu laptop này thì các bạn sẽ phải chấp nhận một điều, đó chính là nhiệt độ của nó sẽ hơi cao, khi tối đa nó có thể lên đến 90 độ và quạt gió hai bên kêu thật ra nó không ổn lắm đâu, nó sẽ ổn thôi nhưng không ổn lắm. Thì đây là một điều các bạn phải đánh đổi, bởi vì mẫu CPU trang bị cái mẫu laptop này nó quá ngon. Và card đó ạ, GTX 1660 Ti nó cũng không phải là một sản phẩm yếu, các bạn hoàn toàn có thể chơi được hầu như tất cả các tựa game trên thị trường hiện tại ở mức max setting. Và một số các tựa game nó nặng hơn tựa game offline thì các bạn cần setting lại một chút sao cho nó hợp lý cho cái trải nghiệm đưa ra là tốt nhất. Thì đây là mẫu laptop có màn hình 144Hz, có công nghệ âm thanh cực kỳ ngon, Hi-Res Audio, cắm qua cổng tai nghe nghe khá ok, và phần loa theo máy cũng gọi là ổn. Và cùng với đó là công nghệ Wi-Fi 6. Thì với Wi-Fi 6 này sẽ có tốc độ truyền tải rất cao. Nhà các bạn nào mà hỗ trợ kiểu cua hoàng đế của Asus ấy thì hoàn toàn có thể sử dụng các sản phẩm như này, thì không cần thiết phải cắm dây mạng. Cùng với đó là có một điểm rất hay nữa, đó chính là cổng USB Type-C đang có ở đây sẽ cung cấp một lượng điện năng là 65W. Tức là nếu như các bạn mang cái mẫu laptop này ra ngoài chỉ sử dụng bình thường thôi mà quên sạc thì hoàn toàn có thể mượn sạc của bất kỳ mẫu laptop nào đó có cổng Type-C và cắm. Còn nếu để chơi game thì mình khuyên các bạn nên cắm cái cổng sạc có sẵn ở đây, thì cái lượng điện năng cung cấp cho mẫu laptop này nó sẽ ổn định hơn. Rồi mình sẽ nói nhanh về các phần khác, như cái phần gọi là khung viền rất mỏng rồi, webcam thì nó biến mất rồi, các bạn không nhìn thấy được đâu. Còn về phần bàn phím, mình không biết lý do tại sao mà Asus vẫn giữ cái biểu gọi là cái hơi hướng thiết kế này, thì phím bấm mình thấy nó hơi nhỏ một chút, thì cảm giác bấm thì vẫn ok, phím cho độ nảy tốt, khoảng cách giữa các phím ở mức gọi là trung bình. Tuy nhiên phím bấm lại hơi nhỏ. Mình thì mình sử dụng kiểu suốt bao nhiêu năm tháng rồi thì mình thấy quen. Còn đối với những bạn mà mới tập làm quen ấy thì mình thấy thì cái khoảng trải nghiệm ở ban đầu nó sẽ gọi là hơi khó làm quen một chút, nhưng mà khi làm quen rồi thì mọi chuyện nó sẽ hoàn toàn ok. Còn những cái phần khác như kiểu là phần mềm thì đều sẽ hỗ trợ các bạn có thể tận dụng được hiệu năng tối đa của CPU để cho cái kiểu chơi game ok nhất, thì nó sẽ hơi nóng. Hoặc ngoài ra các bạn có thể chọn cái chế độ gọi là cho quạt hoạt động êm ái thì hiệu năng nó sẽ giảm đi, cái này tùy thuộc nhu cầu của mỗi người thôi. Thì ở đây có các phím cứng thì các bạn có thể setting hoặc là setup một cách nó tuyệt vời nhất. Thì tổng kết lại, với 30 triệu đồng khi mà chọn mua cái mẫu laptop này Asus Zephyrus G15 thì mình đánh giá ở đây một số tiền bỏ ra cực kỳ đáng, vì với 30 triệu các bạn sẽ nhận được một cái thiết kế rất cứng cáp này, đẹp, tổng kết nối đầy đủ, có cổng USB Type-C dành cho những bạn kiểu thường xuyên ra ngoài, hệ thống tản nhiệt với hai quạt và những chả nhớ là 3-4 đồng nữa, nhưng mà ổn để đáp ứng cho mẫu laptop này. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp được thêm RAM này, cấu hình nói nhỉ, thôi mình cứ nói lại đi là cấu hình nó lại rất cao ấy, đúng không? 30 triệu đồng quá hời rồi. Ước gì mình đợi đến bây giờ mình bỏ tiền ra mình mua mẫu laptop này có phải hợp lý hơn không, chứ mẫu laptop ngày xưa mình dùng ở nhà nghĩ lại thấy buồn, bây giờ mình có tiền mua thì sướng biết mấy. Rồi thì
Ở trong những video tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ thêm về cái trải nghiệm sử dụng mẫu laptop này sau một khoảng thời gian nữa, nếu như mình được mượn mẫu laptop này sử dụng lâu, và khi đấy mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết thực sự xem cái mẫu laptop này sẽ tận dụng cái CPU này trong tất cả công việc như kiểu edit video, làm việc hay chơi game sẽ như thế nào. Còn ở trong video này thì mình sẽ chỉ gọi là để một số thông số trên bảng cho anh em nhìn và đánh giá trước thôi. Rồi thì đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Rồi, giá mà có nhiều tiền, một laptop sử dụng mấy.